Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình hãy góp có tên là Galanot nhận tóc cằn, có ký hiệu 300 tóc cằn, có ký hiệu là GLN nha tất cả các bạn. Thì chương trình hãy góp này dành cho những người nào follow trước ngày 29 tháng 4 nha các bạn. Còn sau 30 tháng 4 thì các bạn follow nó sẽ không phong phối các bạn. Thì chương trình này nó sẽ phong phối trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ các bạn, cứ khoảng trong vòng 24 tiếng đồng hồ là các bạn sẽ tóc cằn sẽ về nha tất cả các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay bằng cần clip phần link mô tả, thứ nhất các bạn follow tờ Twitter mình nha các bạn, follow tờ Twitter giá của nó nè. Sau khi các bạn follow tờ Twitter xong thì các bạn điền follow tờ Twitter xong thì các bạn nhấp cho ba cái gạch bên cùng nữa bạn, thì các bạn copy của username của mình lại nè, a cộng MMO của anh nè các bạn, thì các bạn bắt cho đây điền ở đây của username của mình nha các bạn. Các bạn chỉ cần follow cái là được các bạn, rồi bạn nào muốn tờ tweet thì tờ tweet. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain thì các bạn dùng mở địa chỉ di chúc wallet ra các bạn. Con này chạy trên 8bet20 nè các bạn. Bạn nào có nhiều tài khoản tại Twitter thì cứ chat nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain, địa chỉ này nè các bạn. Rồi bạn sẽ chat đây nè. Rồi các bạn dán vào cái link form này nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Tiền nó sẽ nó sẽ về trong vòng chưa đầy 24 giờ các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.